TSS Channel. Chương 4093, chấn động cả thiên đình, người ủng hộ hiên viên thái chân, cùng thần giới tín ngưỡng người, rất nhiều chạy tới, hội tụ đến trung ương thần điện, hai phe nhân mã dương cung bạt kiếm, thần khí va chạm, ánh mắt cùng tinh thần ý niệm đối kích, bầu không khí ngột ngạt, tùy thời có thể dẫn phát một hồi nội chiến kinh thiên động địa. Đó không phải là kết quả hiên viên thái chân muốn thấy hắn sở dĩ dâng ra không minh khư bề ngoài thần phục vĩnh hằng chân tể hoàn toàn là vì kéo dài thời gian tận khả năng bảo toàn hiên viên gia tộc cùng thiên đình vũ trụ vạn giới chư thiên hắn không giống như những tín đồ cuồng tín kia hiên viên thái chân giơ cánh tay lên ngăn cản đám tu sĩ đằng đằng sát khí nói tin tức của sinh tử lão nhân bổn tọa có nghe thấy đại huynh của ta cũng không tín nhiệm những cổ tàn hồn này ta rất khó tin hắn sẽ truyền lại vị trí của thiên cung chi chủ. Thương thiên, từ hàng, lời của các ngươi, thật sự đáng tin sao? Hay là, các ngươi cũng bị lừa gạt? Thương thiên đứng đối diện hiên viên thái chân, khí vận trầm ổn, nói, nếu băn khoăn của ngươi là cái này, cũng không cần. Việc này thiên chân vạn xác hôm nay có thể dùng tính mạng của cả tộc nhân thương tộc thề. Trần Vũ Đại Đế nói, thương thiên cùng từ hàng tôn giả có lập trường bất đồng. Bọn họ một mình một người bổn đế có lẽ trong lòng còn nghi ngờ nhưng chuyện hai người bọn họ nhất trí xác định ta nghĩ không cần phải tiếp tục tranh luận thật giả thương thiên cùng từ hàng tôn giả cũng không phải hạng người ăn nói lung tung càng không có ai có thể chi phối ý chí của bọn họ triệu công minh cưỡi trên lưng hắc hồ hồ to một tiếng như thế ngay sau đó lại nói nhị ra hạo thiên tôn đã chọn xong người thừa kế người liền có thể diện thoái vị đi đừng chờ chính chủ đến nháo đến quá khó coi. Người mạnh nhất phía sau hiên viên thái chân chính là đệ nhất nhân của cơ gia. Một trong chín đại gia tộc vũ trụ ngày xưa, cơ thiên đã sớm đi qua vĩnh hằng thiên quốc, được vĩnh hằng chân tề tiếp kiến. Sau khi trở về, tu vi tiến cảnh cực nhanh, hắn là người ủng hộ kiên định của thần giới. Hắn rất rõ ràng, hiên viên thái chân đại biểu cho lợi ích của thần giới. Hôm nay nếu để cho những người này bức vua thoái vị thành công để cho cái kia không biết cái gọi là sinh từ thiên tôn chấp trường thiên cung. Kế tiếp, thiên địa tế đàn đúc xây nhất định bị cản trở. Tu sĩ thờ phụng vĩnh hằng chân tể và thân thần giới sợ là sẽ bị chèn ép và trục xuất. Cơ thiên nói, cho dù thương thiên và từ hàng tôn giả nói không sai. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hạo thiên thiên tôn cũng tuyệt đối không dự đoán được. Sau khi hắn chết, thế cục vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa kịch liệt như vậy. Bản thiên biết các ngươi đối với thần giới thành kiến cực sâu, cho rằng thần giới lực ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi cùng lợi ích của các ngươi, mất đi trước kia cao cao tại thượng thân phận địa vị. Không thể lại muốn làm gì thì làm, các ngươi cái này cũng quá ích kỷ, ánh mắt thiền cận, chút lợi ích trước mắt này tính là gì? Cùng thần giới đúc xây 12 vạn 9600 thiên địa tế đàn, dẫn dắt vạn linh vũ trụ cùng đi hướng kỳ nguyên mới. Là chuyện duy nhất chúng ta cần suy nghĩ không có thần giới không có thiên địa tế đàn các ngươi lấy cái gì ngăn cản đại lượng kiếp chỉ bằng hiên viên liên ngươi bằng thương đại hồ tử ngươi hừ một đám hạng người hẹp hòi hoàn toàn không để ý đại cục địa vị của cơ thiên trong vũ trụ thiên đình cực cao chỉ có điều mấy chục vạn năm gần đây sống trong nhà giản dị ít có người tham dự đại sự thiên hạ mới thanh uy không lộ nhưng không ai hoài nghi tu vi thực lực của hắn đối mặt với lời nói của cơ thiên thương thiên cũng không tức giận, thản nhiên nói, nếu cơ thiên không hiện thân thiên hạ, lão phu đều cho rằng ngươi đã tọa hóa, lúc thiên đình và địa ngục giới chiến đấu gian nan nhất. Ngươi không có ở đây, lúc thiên hà bị đoạt, ngươi không có ở đây, lúc thủy tổ hỏa, ngươi không có ở đây, lúc minh tổ sinh từ kiếp, hôm nay đi vĩnh hằng thiên quốc một chuyến, tu vi đại tiến, ngươi rốt cục hiện thân, thử hỏi, lão thất phu ngươi có tư cách gì của trách chúng ta? Phong Nham vẫn không quen nhìn Thương Thiên, rất có thành kiến, nhưng so với cơ thiên, Thương Đại Hồ từ tựa hồ cũng không đáng ghét như vậy. Bởi vậy, hắn bổ sung một đao, cơ ra ít nhất ra một vị lượng sứ không dậy nổi. Trong tổ chức lượng sứ, vẫn rất có phân lượng, cơ thiên lạnh lùng nhìn Phong Nham, nói, chúng ta chư thiên đối thoại, có chỗ cho ngươi một cái tiểu bối sen vào. Phong Nham không chút khách khí, trong đồng tử hiện lên vân hà ngũ sắc thuần dương thần kiếm trên lưng run rẩy phóng ra kiếm khí đem ánh mắt thần uy của cơ thiên chém sạch sẽ cho đến giờ phút này cơ thiên mới ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này cường đại cỡ nào đã có thể cùng bọn họ những này thế hệ trước chư thiên bình khởi bình tỏa hạng sở nam đầu đội ma quan vương miện lộ ra cánh tay to bằng thùng nước giống to một tiếng cuối cùng vẫn không tránh khỏi một trận chiến đúng không vậy thì đừng nói nhiều nữa bây giờ đánh đi dừng tay hiền viên thái chân quát to một tiếng ánh mắt quét qua đám người thương thiên hiền viên liên từ hàng tôn giả phong nham nói bổn tọa rất rõ ràng các ngươi sở dĩ không đợi sinh tử lão nhân đến sớm làm khó dễ là vì bình thản hoàn thành giao tiếp quyền lực ai cũng không muốn thiên đình vũ trụ nội chiến nháo đến máu chảy thành sông nói cho cùng chư thần ở đây đều là người một nhà đều là giao tình lâu năm mặc áo choàng nhiều năm bất cứ chuyện gì cũng có thể ngồi xuống từ từ nói. Hiền viên thái chân ta tuyệt không phải tham luyến thiên cung chi chủ vị trí. Chỉ là không đành lòng thiên đình vũ trụ chư thiên vạn giới ở trong tay các ngươi hôi phi yên diệt. Thiên hoàng vũ trụ kết cục, còn chưa đủ máu chảy đầm đìa sao. Cùng thủy tổ là địch, cùng trường sinh bất tử già cứng trọi cứng. Chói chư vị lại, cũng chỉ phất tay mà diệt. Ta chỉ có hai vấn đề, nếu chư vị có thể trả lời ta ta lập tức dẫn dắt hiên viên gia tộc và chư thần vạn khư giới rời khỏi thiên cung toàn bộ trung tâm thần điện đều yên tĩnh lại vấn đề thứ nhất thương diệu đã qua mấy trăm năm đại lượng kiếp không còn xa nữa tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt chứ vì ai có thể ngăn cản tất cả ai có kế sách ứng đối các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng vào thành lũy tận thế hiện tại có thể đối kháng đại lượng kiếp kiến thức qua minh tổ phát động tiểu lượng kiếp kiến thức qua thủy tổ tự bạo thần nguyên hủy diệt phong bảo. Chư thần ở đây đối với hai chữ lượng kiếp, sớm có nhận thức trực quan hơn, đừng nói đại lượng kiếp, chỉ bằng thiên đình hiện tại thành lập tận thế pháo đài. Xác suất có thể ngăn chờ tiểu lượng kiếp, cũng không vượt qua một thành. Hiền viên Thái chân lại nói, cái này vấn đề thứ hai, lại là càng thêm thực tế, không có vĩnh hằng chân tể che chở. Chư vị làm sao ứng đối những kia nóng lòng tăng lên tu vi thực lực thủy tổ. Oanh! không gian chấn động kịch liệt toàn bộ thiên cung đều lâm vào lay động cỗ giao động này cũng không phải là bắt nguồn từ trong điện chư thần mà là đến từ ngoại giới hiền viên thái chân thương thiên cơ thiên trần vũ đại đế hỗn nguyên thiên tiên hà xích các loại tu sĩ có phóng thích thần hồn có lấy tinh thần lực thôi diễn nhưng căn bản tìm không thấy cỗ không gian giao động này đến từ nơi nào oanh thiên cung lại lay động lần này viên viên thái chân tu vi mạnh mẽ nhất rốt cục thấy rõ càn khôn ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên ngoại công đức thần điện phương hướng oanh ba động không gian lần thứ ba truyền ra không gian bên ngoài công đức thần tinh xuất hiện một vết nứt dài trăm vạn dặm giống như một thanh không gian chi nhận lan tràn về phía thiên đình may mắn bị trận pháp thần hà thủ hộ thiên đình ngăn trở có tồn tại tuyệt đình đấu pháp trong không gian công đức thần điện chư vị theo ta đi tới thiên hà thúc giục trận pháp chống đỡ dư âm chiến đấu xâm nhập, trận pháp thần hà rộng tới 10 vạn 8 ngàn dặm, cũng được gọi là thiên hà. Bá, hiền viên thái chân hóa thành một đạo huyền hoàng thần quang. Bay về phía thiên hà, hắn cảm giác nguy cơ rất lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được không gian vết nứt bên trong truyền ra khí tức khủng bố. Ít nhất cũng là chuẩn tổ, có thể một kích đánh gãy thiên hà, khi đó hủy diệt phong bảo, sẽ trực tiếp rơi vào trên bốn tòa đại lục của thiên đình đối mặt với khủng hoảng không ai mơ hồ từng đạo thần quang từ trung ương thần điện bên trong bay ra nhao nhao bày ra cự thân thần thân rơi vào thiên hà oanh lần thứ tư không gian ba động truyền ra công đức thần tinh bên ngoài vũ không hoàn toàn vỡ vụn vết rách lan tràn tới ngàn vạn dặm bên ngoài giống như thiên địa chi kính phá vỡ ngao thân thể khổng lồ của tổ long từ mảnh vỡ không gian bay ra cực kỳ rung động lòng người chỉ là một khối lân phiến đều có tinh cầu to lớn như vậy phảng phất thân thể của nó chính là một tòa đại thế giới trầm trọng mà dữ tợn khí tức thủy tổ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh vực bị mấy ngàn tòa đại thế giới sinh linh cảm giác được chư thần trên thiên hà sợ ngây người nơi nào gặp qua sinh linh khổng lồ như thế đầy áp tầm nhìn dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy tổ long thân thể một phần trăm một phần ngàn đây là thật thần long thấy đầu không thấy đuôi tổ long là lực lượng của tổ long vu tổ hàng lâm thời đại này sao không phải nói dòng sông thời gian đã bị chặt đứt cỗ khí tức này tuyệt đối là thủy tổ không thể giả nhìn thấy vu tổ bị thần uy cấp thủy tổ bao phủ chính là thần linh cũng sinh lòng sùng bái không bị khống chế quỳ bái chỉ có thần vương thần tôn tu vi đạt tới vô lượng cảnh mới có thể bảo trì chấn định phong nham ngữ khí cực kỳ khẳng định nói không phải tổ long vượt qua thời gian sông dài hàng lâm không đợi hắn nói xong, đã có người phản bác, làm sao có thể không phải là tổ long. Một luồng thần khí tản ra trên người nó, đều có thể chặt đứt ngươi thành hai đoạn. Không có giả, cỗ thần uy này, dưới thủy tổ không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Phong nham dung hợp ngũ sắc lưu ly cháo, nắm giữ lực lượng oa hoàng, có thể vận dụng một bộ phận thần khí thủy tổ cùng quy tắc thủy tổ của oa hoàng. Đối với thái cổ vu tổ tự nhiên có hiểu biết nhất định. Hắn rất muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao, trước mắt cái này tổ long phóng xuất ra khí tức, bộc phát ra lực lượng dao động. Đích xác xa không phải hắn có thể so sánh. Chiến lực của long lân vượt xa dự đoán của Trương Nhược Trần. Còn hơn cả hạo thiên ở trạng thái đỉnh phong. Đây chính là sự đáng sợ của vu tổ. Dù cho Trương Nhược Trần đã toàn lực ứng phó, long lân nhưng vẫn là chống đỡ hắn bốn kích. Hơn nữa, Phá hắc bạch sinh tử ấn ký xây dựng ra vô giới thiên địa. Phần chiến lực cùng lý giải đạo pháp này quả thực đã đạt tới trình độ nghe rợn cả người. Khó trách nó có thể khống chế thi thể thủy tổ tổ của tổ long, hơn nữa có thể điều động lực lượng tổ long bên trong thi thể. Đây là đã đem đạo tổ long tìm hiểu đến trình độ cực kỳ thấu triệt. Trương Nhược Trần đuổi theo công đức thần điện, ánh mắt nhìn chung quanh biển sao mênh mông dưới chân, trong một năm ánh sáng, phân bố có mấy ngàn tòa đại thế giới mấy ngàn viên sinh mệnh chủ tinh, chiến đấu dao động một khi lan tràn ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đã như vậy, Trương Nhược Trần một cánh tay triển khai, năm ngón tay như quạt, mỗi một ngón tay đều bị hàng tỷ đạo quy tắc quấn quanh. Đều tự ngưng hóa thành một loại trong vũ trụ chưa bao giờ tồn tại qua đạo Pháp. Nhất niệm sáng thần thông, mỗi một loại thần thông, đều huyền diệu như thiên tôn thần thông, uy lực vô cùng, cũng đủ thần linh khác nghiên cứu cả đời. Khoan đã đạo trưởng nghĩ lại, chỉ giao cùng chấn nguyên từ trong thần điện lao ra, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Bọn hắn cảm thấy, Trương Nhược Trần một khi xuất thủ, thiên đình bên ngoài ít nhất muốn hủy diệt mấy tòa đại thế giới. Trả giá thật lớn, Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới bọn họ, bàn tay vung ra ngoài. Trong chốc lát, một cái dài đến trăm vạn dặm năm ngón tay, ở trong hư không hiện ra, nặng nề vỗ ở trên đầu tổ long, đem thân thể của nó đánh cho bay về phía thiên hà. Tổ long rên rỉ, trên đầu xuất hiện năm đạo vết máu thật sâu, mang theo phá nát không gian, thân thể quay cuồng rơi xuống quá khứ, thẳng đến giờ phút này trên thiên hà chư thần mới ý thức được. Tổ long cường đại như vậy tồn tại, vừa rồi đúng là đang trốn chạy, sao có thể thế được, tồn tại khủng bố cỡ nào đang truy sát nó, thủ ấn vừa rồi, là từ nơi nào đánh ra, ngoại trừ trì giao cùng Trấn nguyên đã khiếp sợ đến tột đình. Không ai có thể nhìn thấy thân hình Trương Nhược Trần càng không biết lực lượng là từ nơi nào bộc phát ra. Hiền viên Thái chân đối với thân phận tổ long trước mắt này có suy đoán. Xuất thủ công kích cái này tổ long khủng bố tồn tại. Hắn cũng đoán ra đại khái. Hơn phân nửa cùng thu thập mộ dung đối cực vị kia là cùng một người. Đây thật sự là muốn lật đổ thần giới sao. Trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tổ long đã là rơi xuống tới. Chỉ có thể khởi động trận pháp thần hà lực lượng ngăn cản. Mặc dù hiên viên thái chân biết. Đây là vị tồn tại khủng bố kia cố ý làm, cố ý mượn tay bọn họ đối phó tổ long, nhưng cũng là không thể tránh được. Khởi động trận pháp, hắn hô to một tiếng, thiên đình, vùng biển sông băng phía nam nam phụng bộ châu, mặt biển yên tĩnh, xuất hiện một vòng xoáy. Long chủ từ trung tâm vòng xoáy chậm rãi dâng lên, có sừng rồng, tóc vàng lóng lánh, có khí chất tuyệt thế độc lập di thế. Đồng tử màu vàng nhìn trộm bầu trời, cảm thụ được khí tức trên người tổ long tản ra. Sau khi 72 tầng tháp bị lấy đi, Long chủ liền nhận thấy được kiếm giới nguy hiểm. Sau khi thương nghị với Ngũ Long Thần Hoàng, mang theo Long Sao rời khỏi Vô Định Thần Hải, ẩn núp, không có ai biết, hắn ẩn thân ở Thiên Đình, giấu ở đáy biển sâu. Thiên Đình nhìn như ở nơi đầu sóng ngọn gió, lại vạn giới tu sĩ hội tụ, quá mức ồn ào náo động phồn thịnh, cực không thích hợp che giấu. Nhưng, Long chủ hết lần này tới lần khác đạo hạnh ngược lại tây nghiêu hạ châu không gian thần điện hồng mông hắc long và hắc ám tôn chủ một trước một sau xuất hiện trên đỉnh núi bất chu sơn nơi nguy hiểm nhất chính là lực lượng an toàn nhất ai có thể nghĩ đến hồng mông hắc long cùng hắc ám tôn chủ hai cái này cùng bất chu sơn có cực sâu ràng buộc thủy tổ dĩ nhiên lại về tới bên trong bất chu sơn bọn họ sợ tiết lộ hành tung không dám phóng thích thần niệm dò xét nhưng đặc biệt chú ý trận chiến này dám đối phó long lân Công khai khiêu chiến thần giới, nhân vật như vậy bọn họ thật là thưởng thức." Hắc Ám Tôn chủ nói, "Là một thanh lợi khí, có thể lợi dụng cho tốt, có hắn ở ngoài sáng khiêu chiến với thần giới, chúng ta ở trong bóng tối, có thể thoải mái tự nhiên hơn. Nếu Vĩnh Hằng Chân Tể ra tay, chúng ta có nên giúp hắn một tay không? Nếu ra tay giúp đỡ, bọn họ tất nhiên bại lộ, chỉ có thể đổi chỗ khác ẩn thân." Hắc Ám Tôn chủ cười nói, "Không vội." lấy thực lực người này bày ra vĩnh hằng chân tể chưa chắc làm gì được hắn thiên đình vô biên hải vực cùng bốn tòa đại lục trên càng nhiều dấu kín người bị kinh động đi ra không hề nghi ngờ thiên tôn cấp và bán tổ trong vũ trụ không hẹn mà cùng cho rằng thiên đình là nơi ẩn thân tốt nhất trong đó cũng bao gồm một số nhân vật lợi hại của giới địa ngục thứ nhất là bởi vì thiên đình tồn tại trăm triệu năm mà bất diệt gánh qua vô số tai kiếp mà không hủy Thứ hai là bởi vì, tại thiên đình có thể trước tiên, thu hoạch trong vũ trụ tin tức mới nhất. Thứ ba là bởi vì, thiên đình thật sự là vị diện tu luyện đệ nhất vũ trụ. Hết chương 4093 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.